cá bè nướng, muối ớt. Niềm vui nhất của anh em á là giờ này nha, phải bán được đang lấy tiền. Lấy tiền lên mua dầu, xong mua đồ ăn, xong rồi tiếp tục ra khơi. Hello, mình xin chào bao chú các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube nha. Mình định ra đảo Bình Ba các bạn, thì sáng đi chiều về thì mình không có đi quần áo theo, mình để quần áo ở bên đất liền các bạn. Thì nhưng mà qua đó chơi á, mình thấy vui quá nên mình chơi bây giờ trễ giờ các bạn. Thì mình mẩy mình bây giờ dính những con mực nè, trong cái clip trước mình đi quay á, thì bây giờ mình tấp vô tủ quần áo nè để mua một chút quần áo để tối nay mình mặc nha, để ngày mai mình tiếp tục đi kể cho bạn của chú bạn xem cuộc sống thường ngày của người dân đảo Bình Ba nha. Hôm nay chơi lớn các bạn ơi, mua ít quần áo. Chị bán cho em cái quần sọt chị. Đó, quần sọt này nè, vừa vừa nè. Cái quần sọt này nhìn mình mặc cũng đẹp trai các bạn, giống hàng Thái Tú. Dạ, quen không? YouTube. Dạ, YouTube đúng rồi. Ở miền Tây. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Coi cái kênh của em biết là. Vậy hả? Dạ. Em đi ra đây định. Mỹ không? Dạ đúng rồi. Nào dạ đúng rồi em đó. Giờ rồi giống mẹ nữa, nó giờ bí mật không cho mẹ biết không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đi đến chỗ này thì chị không biết mình coi kênh YouTube ủng hộ mình nha. Thì bán cho em một cái quần với là cái áo. Dạ em ra đây chơi em tưởng đó là em về sớm nhưng mà bị trễ phà thôi, mua quần áo ra lại luôn. Cái nào cũng được miễn sao mặc vừa được rồi. Mua quần áo xong các bạn thì mình mới đến một khách sạn của anh Hậu nha. Anh Hậu thì có cái bè chỗ này nè, thì anh Hậu có khách sạn các bạn. Thì mình đang vô phòng các bạn, cái phòng của mình là 204 nha, trên lầu nè. Thì mình đang khách sạn chỗ 7 nồm nha. Đó. Thì ra đây á, được nhờ một cái là mình cũng biết anh Hậu rồi, nên anh em mình liên lạc một cái. Xong rồi anh Hậu để cho mình cái phòng nè. Phòng ở đây thì cũng đơn giản thôi, chỉ có cái nệm với lại chút khăn nè, máy lạnh thôi ạ. Rồi ở đây thì đặc biệt cái view này rất là đẹp các bạn. Cái view này là nhìn ra cái bãi nồm nè. Đó, view này view cũng khá đẹp nha. Đó, sáng ngày mình ra đây mình nhìn bình minh rồi các bạn. Chiều chiều nhìn hoàng hôn cũng được. Giờ này thì có rất nhiều người đang tắm kìa. Cái biển này rất là đẹp các bạn. Thì có chút xíu mỏm đá chỗ này nè, nhưng mà rất nhiều người tắm nha. Đó, mình đang đứng trên đây nhìn xuống nè. Ở phía dưới này nè, có rất là nhiều chỗ buôn bán ăn vặt nè. Đó, chút xíu mình tắm xong mình xuống đây mình ăn. Ở đây bán gì em ơi? Bánh tráng, nem chua, chả lụa. Nem chua, nem chua nướng hả? Nướng hoặc là chén trứng. À, chén trứng. Đó, mình sẽ ăn thử nha. Cái món này đặc sản phải không em gái hả? Đặc sản trên đảo à? Hay là của miền Trung? Miền Trung. Trong đây là cái lá gì ta? Trái chùm ruột. Mình sẽ thử hết những cái món vòng vòng ở khu vực này nha. Trước tiên mình làm 4 cái nem nướng chứ đi. Cái nem nem chua các bạn. Nướng sơ 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 lên thì ăn. Chén nem chua của mình bây giờ thì nướng xong đem ra nè. Chấm với mắm chua nữa. Đây, xin mời bảo chú các bạn nha, cùng bạn tối với mình nha. Mình sang hết khu vực này luôn á. Ngon. Thay cái nem này mình ăn ăn nguội nhưng mà thêm ăn nước lại ngon. Cái thêm ruột á, nó ngon ngon. Bây giờ mình tiếp tục bây giờ ăn tiếp nha. Thì mình thử xem hôm nay mình ăn trong khu vực này á bao nhiêu tiền nha. Nãy giờ đang 20 các bạn. Tiếp tục cái gian hàng tiếp theo các bạn ơi, thì mình ăn cái món bánh tráng trứng nha. Của mấy em gái nè. Mấy em gái chưa có chồng nha mà có con rồi. Độc thân mà vui tính nha. Một cái gì bán bao nhiêu tiền nha em gái? 10 ngàn hả? Giá bình dân ha. Ở đây mình mới vừa kêu thêm một món cái này nước nước gì quên rồi ta, tự nhiên quên tên ngay vậy. Chanh muối bán 9 ngàn hả? Dạ, 9 ngàn. Em thấy mình tội nghiệp, em bớt cho mình 1 ngàn các bạn, tình thương mến thương nha. Trời bên đây nóng nóng á, uống cái nước này rất là giải nhiệt nha. Chanh muối em gái thấy mình dễ thương bán mình 9 ngàn hả? Có nửa hay hệ ghế nữa. 8 ngàn nữa hả? Cắt cho anh luôn. Anh cắt ra ngoài luôn. À, cắt anh ăn luôn. Thử xem tay nghề của hai em như thế nào. Quá là tuyệt vời. Không đi chỗ khác luôn, mình đi làm nữa không? Ăn xong. Ăn chỗ này xong là không quay lại ăn tiếp nha. Ăn nữa chứ. Nhìn thấy hai em là chất lượng rồi đó. Cười nữa, móng chân nữa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 16.
16 hả? Trời ơi trời, nghe đổ mồ hôi luôn. Anh mới 17 mà em 16. Thôi bớt xẹo đi. Em 12 à. Hả? Em 12. Em 12 á, ngày mới là sinh nhật em đúng không? Em sinh nhật 12 tuổi. Ăn không? Không anh. Ăn miếng tình thương mến thương đi. Hả? Không anh ăn. Ăn hết miếng. Ăn hết cũng được. Sao anh mua sao? Cái 9.000 mà. Anh gặp ai gặp dây nữa, gặp mấy đứa dây nữa. Thôi mình xin mời nha. Quen gọi đi, lát lên con cô. Gọi lát lên con cô mày á. Chị nhớ bánh hình con cái gì? Anh ăn chị, anh quay vô đây ăn rồi ăn gì em thèm. Thèm không em? Anh đút cho miếng nè. Không, đút cho miếng là thiệt mà. Con em hả? Dạ. À. Em 12, mày điểm với con 2 tuổi à. Trời, 10 tuổi là em biết yêu rồi. Em yêu 6 tuổi ha. Trời ơi trời. Mới việc sửa yêu luôn ha. Số tụi dẫn cha đi chơi mà. Trời vậy hả? Mình đi nãy giờ mấy gian hàng các bạn, nhưng gian hàng này mình ấn tượng nhất nha. Tại gian hàng này có 3 cô gái bán nên mình ấn tượng. Nãy giờ mấy gian hàng kia toàn là mấy chị đều bán không à, mình không ấn tượng. Được, cái ngồi lâu cái gì thay váy hả? Hả? Ngồi lâu cái gì thay váy. Về đấy, về thay đi. Anh chờ đợi, anh đợi. Vẫn còn kịp mà. Đứng em lăn qua lăn lại nó mới chín chứ. Để em chỗ cho nó chín. Nước chanh muối ngon thiệt á. Uống nhiều em gái, kêu đi. Bữa nay anh lo, anh bao cho. Em một hồi lấy uống chục ly là anh đem thôi. Kêu anh trả tiền nha. Chục ly rồi đó. Cô lên tí tao tính tiền cho anh làm đi cô lên. Em chủ quán đâu bao đâu, anh bao mấy người làm công không à. Em muốn làm công. Em chủ mà. Chủ đâu? Đó. Chủ đó hả? Mới đi làm vòng á. Chủ làm vòng hả? Đi đi gom hội vậy. Nè anh chung tiền nha em nè. Dạ. Về thay váy đi theo nha. Ừ. Thay đi. Ừ. Nhớ cho con uống sữa rồi đi theo em thôi, nó khóc là chết luôn á. Tối đêm qua các bạn thì mình ngủ tại khách sạn Sierra Game các bạn, thì số điện thoại ở phía dưới nha. Thì cái Sierra Game này dịch ra tiếng Việt các bạn, đó là giấc mơ biển nha. Thì ở đây rất là tiện các bạn, thì mình ngủ đây á, sáng ngày mình muốn ra đây tắm biển cũng có nè, đối diện luôn nè. Đó, mình tắm biển xong thì mình sẽ lên trên phòng mình thay đồ, rất là tiện nha. Biển chỗ này rất là sạch các bạn, đẹp lắm nha. À, thì giá phòng chỗ này thì để giá bình dân đó, mình không biết bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình tranh thủ sáng sớm nè, mình sẽ chạy đi đến chợ các bạn để xem người dân ở đây họ buôn bán ra sao nha. Các bạn thấy buổi sáng ở đây người ta chuẩn bị không? Thì người ta đang nhóm lửa nè, để chuẩn bị nướng bánh căn bán nha. Giờ này chưa có khách. Thì hôm nay mình đi ngay lúc này gió im á, nên ngoài đây cá rất là nhiều nha. Nhìn mấy con cá mình chưa từng thấy cơ mà. Giống như con cá nó vừa mắc bự bự không cô? Cá này cá gì mắc bự dưới cô? Sương la. Sương la hả? Ừ. À. Cá này cá câu hả? Cá này cá câu hay có cái lưỡi câu nè. Ờ cá câu. Con mắt nó bự dưới hả? Tại dạ. Con mắt nó bự dưới ha. Ở vậy nó ăn là mắc bự hả? À, nhìn thấy mấy con cá ngừ này thấy ngon ha. Cá này về hấp của bên Tráng ha. Dạ. Dạ con đâu có chỗ đâu ở, đâu mà hấp. Dạ. Ở ngoài đường, dạ. Cá thì cá lăn lu su bụ chứ nè, nhiều loại cá ha. À. Mực nữa này. Dạ mực. Là ngày nào mình bán hết ngày nấy ha cô ha. À, trên đảo này sướng ha, ăn cá tươi không à. Mai mấy chú đi vô. Dạ. À, mấy chú này là mấy chú đi đi tàu đây hả, đánh cá. Dạ. Nó bà chủ ngồi đếm tiền nè. Ở đây là cái chỗ chợ cá nữa ta. Đó, đây chợ cá nữa nè. À, chào cô nha. Dạ. Còn đây thì mấy cái này chắc đem cho ra biển cho tôm ăn quá hả? Này cho tôm ăn hả mấy anh? Dạ. Dạ. Anh chủ đó hả? Hàng ngày là mấy xe nè anh? Hàng ngày bè của anh cho mấy xe này? Nhiều xe không? Nhiều xe không? Nhiều à. À. À, mấy anh. Mấy anh thì đang đẩy xe để xuống tàu đi ra đảo cho tôm ăn nha. Xe này cũng nặng quá ha. Cuộc sống đời thường người dân trên đảo là vậy các bạn. Thì ai bị đánh cá thì đánh cá xong sáng đến đêm đi đây. Còn mấy anh này thì có nhiệm vụ là sáng mua những con cá của mấy anh mà đánh cá nhỏ nhỏ xong cái đem ngược ra biển để cho tôm ăn nha. Còn cá bự bự thì bán ở trên chỗ chợ hồi nãy các bạn. Thuyền này đi thì thuyền kia đến nha. Ở đây có một chiếc thuyền đang cập bến nè. Thì cá chuẩn bị sẵn trên xe nè. Thì xuống đây chỉ việc chắc vô à.
Nó mấy cá này nè, cá này về kho cũng ăn cũng ngon đó các bạn, mà người ta cho tôm hết trơn luôn nha. Cá này kho kho ăn cũng ngon cái cô hả? Cá này nè kho ngon chứ. Đúng rồi. Dạ. Cái đó kho giống như là cá mồi vậy ha. Ừ. Dạ. Đây là cái nục xuông. Dạ. Cái này là mình cắt sẵn ra luôn hả? Ừ. À. Cắt sẵn ra thì giá nó cao hơn hả? À, một ký. Con đó thì kho quéo quéo ăn ngon. Anh trai này thì mới đánh cá vô nè. Được khoảng 5-6 xịa vậy đó. Mấy xịa cá nhỏ nhỏ là cá mồi các bạn. Còn cá bự là cá bán cho chợ nha. Ít mực kìa. À, mấy cô đây thì thương lái lại đây mua. Nó giống cá nục con quá ha. Chắc là phụ nè. Tại vì tàu thì đậu ngoài các bạn không vô trong được. Cái này cạn hay sao á, nên mấy anh sẽ đi thuyền thúng vô. Người dân đây thì khỏi phải nói, rất là dễ thương. Đang căng nè, bán nè. Đây có một chiếc tàu của mấy ông anh vô nè. Sau khi một đêm đánh bắt, giờ này thì vô đây bán thành quả nha. Tàu động cập bến thì lên hàng nha, thằng bán đồ. Của anh này thì thấy cá mồi không à? Chắc mấy cá kia tôm gì bán chỗ khác à. Chỗ này thì bến thì bán chuyên gia thì bán cá mồi. Ở đây mà có ghệ các bạn thì muốn chở ghệ ra biển chơi có thuyền thúng nè, đó bơi ra ngoài tỏ tình luôn nha. Em không chịu là anh cho xuống biển luôn á. Cái này tàu vô nhiều quá chú ha, cái tàu nhỏ nhỏ nè. Dạ. Đi vòng vòng nãy giờ thì mình cũng đói bụng nha, bây giờ mình tấp vô trong chợ để kiếm gì ăn nha các bạn. Thì đây mình thấy bán chị bán hột chia đồ rau má nè. Đó, còn đây bán bánh mì dòng thịt. Chào cô. Dạ. Bánh mì dòng thịt đó cô. Bánh mì với lại chả hả? Dạ. 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 Cô đây chắc bán lâu đời lắm ha. Bán cho này lâu đời lắm ha. Hồi nhỏ luôn hả? Dạ. 12 tuổi tới giờ ha. Rất là lâu năm các bạn. Dạ. Cho con bánh mì gì nè. Bánh mì xíu mại với lại chả cá. Dạ. Dạ. Thấy dân bánh mì nhỏ nhỏ các bạn nhưng mà chất lượng nha. Nhìn nhìn cái chén nước mắm của con hơn, con thấy con thích rồi. Đó, nước mắm nè, kẹo nè. Quá ngon. Dạ. Cay được không? Dạ cay. Cô ăn cái đồ cua luôn nha. Dạ dạ. Cô bán từ năm cô 12 tuổi tới giờ á. Trời ơi trời, bán hơn 50 năm rồi. Dạ. Cô sinh 1959. Dạ. Bởi vì bác mình dân lắm. Rồi, một ảo tiền cô ha. 20 con. 20, dạ. Dạ. Đó, đây thì đặc biệt là mình còn xài những tờ giấy nha. Dạ. Những tờ giấy nha, giấy đi học á. Vậy mới văn giả. Ổ bánh mì ở đây thì mình thấy nhỏ nhỏ không ha. Dạ, đặc ruột. Đó, nhỏ mà có vỏ. Giờ xin mời quay xuống các bạn cùng thưởng thức ổ bánh mì trên đảo Bình Ba với mình nha. Trước Hòa Nam, anh hỏi cô không có biết. Dạ. Cô nói gì bình thường nói gì vậy á. Dạ. Nó đặt là cái mấy đứa nó chọc cô. Dạ. Bánh mì ở đây thì được cô nướng lại nha. À. Nó cô có than nè, nướng lên cho nóng nha. Ăn nó ngon. Đó đây là. Dạ, nó cái bánh mì các bạn mình thấy nè, rất chất lượng. Hồi xưa thì có 10 ngàn à. 10 ngàn. Dạ, giờ bây giờ giống như ai muốn ăn nhiều thì bỏ cô bỏ nhiều. Dạ. Cái là bánh mì không có 3 ngàn, bây giờ 5 ngàn. Dạ. Bánh mì chả cá xíu mại. Vô trong chợ này thì tha hồ mà ăn các bạn. Thì những cái món ăn bình dân không nha. Thì đây thì mình thấy chị này bán bún nè. Bún cá nè. Thì hôm qua này mình ăn cũng nhiều lần bún cá rồi. Mình muốn đem món khác nha. Nên đi tiếp tục nữa. Bây giờ đây có bán hủ tiếu nè. Hủ tiếu và có bánh mì nữa nè. Đây nhiều thấy bán hủ tiếu rồi bánh mì. Bún riêu hay gì á. Mấy cái nồi xúc của chị kìa, thì có mấy nồi nè. Dạ. Bún riêu hả cô? Bún riêu hả? Bún phở, bún phở. Bún chả cá. Chỗ này nhà hàng bán bún chả cá với lại phở. Đó, người bịch đem về, tặng ăn đi biển, hoặc đi cho tôm rồi ăn. Bên đây có chị bán bánh canh nè. Cho em một tô bánh canh nha chị. Bánh canh bỏ cho em chả cá thôi nha chị hả? Canh chả cá. Dạ.
Ngày này bán hết hai nồi không chị? Hả? Hai nồi không? Hai nồi hả? Cứ bóc 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 đi các bạn. Quê mà. Đặc biệt là những cái món ở đây đều có bánh chả cá nha. Rồi. Một tô nhiêu tiền chị ha? 20 ha. Một tô với 20 ngàn. Trên bàn ở đây thì luôn luôn chuẩn bị cho mình một tô nước mắm nha. Mình ăn mình chan vô thì theo ý của mình. Với lại ớt nè. Dạ. Giờ thì xin mời một chú các bạn tiếp tục dùng cái món tiếp theo cho mình nha. Bánh canh. Bánh canh đây thì không có rau. Bánh canh gì chả cá không à? Có mấy cọng hẹ à? Cái sợi bánh canh này chắc chị làm luôn hả? À. Tự làm luôn mà vậy còn bánh canh nó nhìn thấy nó có cái nó dài 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 nè. Ngon. Ăn cái cảnh này nhìn thấy vô các bạn thì có cái bàn dài nè. Thì ai đến trước thì ngồi. Xong rồi về trong kia làm xong múc ở đây. Thì trên bàn có gia vị nêm á, muỗng thì tự lấy. Ăn xong rồi tính tiền đi thôi à. Không có ra bàn chứ nha. Con bàn vừa bán vừa ăn luôn. Ăn mới có hai món mà no các bạn. Bây giờ thì cái quán của cô bán rất là đắt nha, tấp nập luôn. Với lại cái quán cô bên đây nè. Đó, thì mấy cô mua đem về một cô một bị nha. Thiếu bị không à. Dài dài ngoài này cũng có mấy gian hàng nè. Bên đây thì gian hàng bán bắp xôi. Bán đây thì bán bánh bánh căn. Cô đang đổ bánh căn mực. Bánh căn mực rất là ngon nha. Vừa đổ vừa ăn luôn. Với lại cũng mấy con guốc kìa. Dạ. À, cái nhiêu cô hả? Căn mực, căn guốc. Căn mực á. Căn mực là bán sao cô? Bánh mực là 5 ngàn cái, bánh guốc 3 ngàn, bánh 2 ngàn. Cho con hai cái. Cho con hai cái bánh mực đi, bánh mực đi cô, cho con hai cái bánh mực. Dạ. Một cái thì 5 ngàn. Mình ăn nhiều món quá, nên mình ăn hai cái à. Hai cái là một cặp chứ cô hả? Dạ. Mình tưởng là một cái là 5 ngàn nha, nhưng không phải, là hai cái chén mới là 5 ngàn. Là bốn chén 5 ngàn, bốn chén 10 ngàn. 5 ngàn một chén. Dạ. Một cặp vậy là 5 ngàn ha, hai cái hai chén. À, một cái 5 ngàn à. Vậy là 1 cặp 10 ngàn á. Dạ. Có ăn nhiều món quá à, nên ăn thử miếng món bánh căn mực ha. Nói chung mình ăn chút cho biết nhiều cái các bạn, tại vì nãy giờ ăn mấy món rồi. Còn mấy cái nữa cho nó đủ cho nó hết luôn đi cho xong. Đó mày ở bắt luôn chỗ mày đi đậu. Dạ. Đủ rồi. Không mày hai cái gì ở Mỹ muốn hai cái gì. Dạ, đúng rồi. Hai gì ở hai gì về New Zealand á. Dạ, mới mới về đường từng mấy à? Dạ. Mình xin mời nha. Đây được. Dạ con là người miền Tây ở Texas. Dạ. Người miền Tây ở tiểu bang Texas đó. Dạ. Cô bấm vô người miền Tây ở Texas đó, Texas đó. Là... Dạ dạ. Mực tươi. Mới vừa làm cái bánh xong nó ra giòn giòn thôi. Dạ. Mấy anh đó là nổi tiếng rồi. Dạ. Mực tươi ngon. Phải cho ăn một tươi không hả chị ha? Dạ. Đồ đã qua ngày nhiều khi không ăn nữa. Tại ngày nào cũng ở biển lên chứ mà. Dạ. Bánh canh mực ngon á. Mực trứng nữa. Đây là mắm. Dạ.
giờ mình đi đặng cho mấy cô vô ngồi. Nàng muốn hết chợ nè. Dạ hả? Đó, bánh hỏi chợ nữa hả? Hả, vô đây mấy cô tình thương mến thương các bạn ơi. Gặp nhau tay bắt mặt mừng nha. Mình đi vòng vòng nãy giờ thì mình nhờ cô dùng mình bao bánh mì nè. Với lại mình tấp vô đây mua 3 ly đậu nành với ly ô má nha. Cần mình đem xuống cho chú mà hôm qua chở mình đi kéo lưới mực các bạn. Với lại con chú với lại cái anh mà đi chung nha. Nhớ tiền chị hả? 40 ngàn ha. Một ly đây thì 10 ngàn. Ở bánh mì thì mình dùng đặc biệt luôn, 20 ngẫu 40 ngàn. À, đây bán giá cây nhà lá vườn hả? Mình mới vừa di chuyển xuống tới cái chỗ mà chú đậu ga các bạn. Thì đêm qua chú đánh được một mớ mực với lại tôm với lại cua. Thì bây giờ chú cháu mình sẽ từ bên đảo Bình Ba các bạn, sẽ lái tàu này nè, đi qua đảo Bình Hưng để bán hải sản nha. Anh trai hôm qua thì mình gặp ở trên biển các bạn. Thì hôm nay thì anh đánh được một con cá các anh. Cái gì hả? Wow, với con tôm gì bự dữ vậy anh? Sú. Trời ơi, sú gì bỏ dữ vậy? Ồ, hôm nay ảnh trúng số các bạn ơi, ảnh bắt rất là nhiều thứ nha. Rồi một sọt luôn hả? Ồ, ở đây thì quá trời luôn nè. Ghẹ. Đồ biển. Đồ biển quá ngon các bạn. Của anh đánh thường đánh tôm nhiều ha. Ừ, tôm sú mà. Tôm con sú này, con này cái nửa ký không ta? Sú nó ngon ha. Dạ, con đây mấy mực nè. Đó, hôm nay thì ảnh bội thu rồi. Anh đi được dắt mấy giờ? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng tới giờ ha. Rồi đó mực nó chết hả? À, mực với cá đuối nè. Với cá gì nữa anh hả? Cá cái gì ta? Con cá bự đó cá gì? Cá gáy hả? Ừ. Cá cháu. Ồ, cũng rất là nhiều loại cá nè. Rồi, đủ loại cá. Em mê thì chứ. Đó. Cá đuối à? Dạ. Rồi mực. Ồ, anh cũng bội thu nhiều quá chứ. Wow, thấy ngon không anh? Anh lấy giỏi. Dạ. Anh này tính ra đánh giỏi chứ. Sát thủ à. Dạ, sát thủ chứ. Anh lúc nào anh cũng trúng hết chứ. Sát thủ công ơi. À. Mình thấy á, anh em đi biển á thì ai cũng biết nấu ăn giỏi các bạn. Thì đang trên đường đi qua đảo Bình Hưng á thì em trai bắt mấy con tôm nhưng mà nó ngọt á với lại mấy con cua để đãi mình nha. Em đang đâm muối ớt nè, đang ăn. Mình qua đây chắc mình bao mộng đó các bạn. Đó. Mới ăn trên bờ xong bây giờ xuống đây em trai luộc cho mới mực, mới ghẹ nè. Đặc biệt là con tôm mũ ni nữa nè. Đó. Còn đặc sản không à. Cái này mà có thêm một hai lon bia nữa là chú cháu mình anh em mình xỉn luôn nha. Nhưng mà bây giờ ăn chơi thôi. Đó, giờ mời anh em nha. Chén mới quá ngon các bạn. Đó, em trai này làm ăn cũng khéo nha. Đó, nè. Lên xem sông nước ăn vậy còn đòi gì nữa. Đó, quá hấp dẫn luôn. Nhìn thấy ngon các bạn. Tuy giờ nãy giờ mình mới ăn no nha. Rồi ăn đi. Anh. Ăn đi. À, ăn đi, em ăn đi, ăn đi, tự nhiên đi. Anh em mình ngồi ăn đi. Em ăn ngồi chung cho vui. Có ăn ngày xíu. À, anh cũng mới ăn á. Giờ mình sẽ lấy tôm nha. À. Dạ. Ăn anh. Nói chung mấy anh đây đi ăn này chắc ngán rồi. Sú nè, rất là chắc kìa. À. Qua anh, qua ngồi nè. Ông này uống bia rồi, không ăn hả? Uống bia không ăn hả? Làm công ấy? Hả? Dạ? Trời ơi, mấy anh đi trên đây ăn nghiết ngán rồi. Còn mình thấy là giống như thấy lăn thấy pháo vậy á. À, chấm vô nè. Đó. Đây nè. Kẹo nè, đó, mình xin mời nha. Đây. Ngon. Mấy mực nè. Cái đầu cũng ngon không? Dạ, cái đầu cũng ngon. Đầu à? Đó, mình lấy mắt này ra phải không? Cái đó ăn được. Ăn được không? Ăn ngon nhưng mà anh bỏ cái màu đen nha. À, bỏ màu đen nha. Đây. Mình là quết không à? Mình là quết không nha. Đầu mình nè. Đó, trong này giống như cái đựng nước vậy. Trời ơi. Ăn chỗ này không muốn về xa cái đảo Bình Hưng nữa các bạn. Bình Ba này chứ.
Sữa của con bự nó tràn ra hơn mép luôn á. Rồi rồi nè. Mình lấy này ra không? Hay để ăn luôn? Anh ăn cút trên nè, anh ăn cút trên là nó tự rớt đây à. Tự rớt ra hả? À, ăn cút trên đúng không? Cắn đúng không? Dạ, cắn vậy, cắn. Đó, cắn vậy nè. Trời ơi. Quá sức cái trái chén cái trăng này. Con này ngọt thiệt luôn á. Chú lấy ghe khoảng nửa tiếng các bạn thì tới đảo Bình Hưng rồi nha. Đó, thì bây giờ mình đang kiếm đường để vô trong cái đảo nè. Ở điên nào ta? Điên này hả? À đây có cái một lỗ nè hả? À, nhìn cái cảnh núi này đẹp quá ha. Mấy núi tự nhiên các bạn. Ủa dân hết Bình Ba hả? À. Đây có mấy trăm hộ, có 200 hộ vậy. À vậy hả? Vậy là Bình Ba nhiều hộ không ta? Được 600-700 hộ, ở đây có 300 hộ à. Nhưng mà khách du lịch thì thường thích đến đảo này đúng không? Ở đây nó khách du lịch nó đủ thời lợi để cho à, giống như biển ra thì nó nhiều hơn hả? Hay sao ta? Các cái bãi biển á. À lặn san hô. Còn phía ngoài này thì người ta nuôi tôm hùm ha. À, ở đây cũng giống như bên kia nuôi tôm hùm không à? Ở Cam Ranh là nuôi tôm hùm. À. Đó, bây giờ mấy cái lồng này người ta gác lên nè, bây giờ người ta nghỉ nuôi nè. Giờ này tao đem lên tao vệ sinh sạch sẽ xong mới bỏ vô nuôi tiếp. Nó vệ sinh nó sạch giống như cái lồng xanh xanh này các bạn. Nó bình thường mà tôm hùm mà nuôi xong á thì nó sẽ đen như nè. Nó đen như này nha, xong người ta chỉ sẽ vệ sinh giống như cái lồng xanh này nè, rồi người ta sẽ thả xuống nuôi tiếp. Đảo Bình Hưng này á thì khách du lịch á trong thời gian vừa qua thì chọn đi đảo Bình Hưng rất là nhiều. Nên ở đây có rất là nhiều cái bè để cho mình ăn uống ngoài bè các bạn. Thì mình thấy trên bè bây giờ khách rất là đông nha. Cái bè phải không? Cái bè đó, bè đồ ăn đó. À, đây có rất nhiều cái bè các bạn, đây nè. Mình cũng như bè đó cũng mình bán hả? À, mình bán trong nhà bè ha. Thì cái này hình như anh thấy cái bãi nó hơi sâu hơn bên kia ha. À, bãi này giống bãi vực á. Tại vì người ta xây nhà gần biển quá. Đó, ai có mấy cái nhà gần đây thì sáng ngày ra tắm biển, ngắm biển thoải mái luôn. Còn chú cháu mình sẽ tiến vào một cái bè để bán hải sản đêm qua thu hoạch được. Bây giờ thì ra chuẩn bị tấp vô bè để bán hải sản. Thì vô đây thì mình bán mực trước, rồi xong mới đi chỗ khác bán tiếp theo. Cái bè lớn nhất đây hả? Anh là đang quay mực, quay ké rồi. Cái bè này quá lớn các bạn. Thì em trai nói cái bè này lớn nhất ở khu vực này luôn nha. Người ta nuôi cá đây rất là nhiều hả? Tôm, cua, cá nè, để cho khách nè. Đó, ta để dưới này các bạn, rất là nhiều nha. Gây ra tha hồ mà ăn. Con. Ý, kể vô bè luôn. Bây giờ thì xuống cọc dây. Xuống đây mình thấy ốc quá trời đây hả? Ốc quá trời ốc nè. Ốc nón hả? À, ở giờ cục dây đang vô bán. Lên trên đây thì mình nghe mùi đồ ăn thơm các bạn. Bè này rất là lớn nha. Thì đang chuẩn bị nè, hôm nay cuối tuần nữa. Khách đến đây rất là đông. Đây nè, cá quá trời cá, cá mú nè. Rồi mấy con cá này cá đen đen với cá gì nữa. Rất là nhiều loại cá. Cá này cá gì em hả? Đen đen nè. Cá này không, cái con dẹp dẹp nè. Vậy hả? Chim đen. À. Quay cái ô một lá. Một lá hả? Vậy hả? À, bên đây thì rất là nhiều hải sản luôn. Đó, coi hải sản đã con mắt luôn. Ở đây thì mấy con sò điệp. Sò điệp nè. Đầy dưới này chứ nè. Bên kia thì ghẹ kìa. Ghẹ bên đó. Còn phía bên đây thì con gì đây? Bơi bơi đây. Bên đây con gì đó? Cái này cái gì anh? Cái này cái gì đẹp hả? Cá bốt con hả? Cá bốt con, nhỏ không à? Bày bày nhìn đẹp quá hả? Mấy con mực này mới ngon nè. Này là kêu mực lá nha. Đó, nhìn đẹp quá đẹp các bạn. Ra ngoài bè thì được thưởng thức đặc sản thiên nhiên luôn nha. Nó chỉ cần vớt lên thì ăn thôi à. Công việc ở trên đây thì tất bật luôn, tại vì cái bè này lớn mà nên có rất là nhiều khách đến nha, nên hả rất là nhiều người làm.
lớp nào thì phục vụ, lớp nào thì bếp nút, lớp nào thì bắt hải sản, đủ thứ cho các bạn. Ở đây thì tôm hùm, tôm hùm bông đó, bắt lên nè, chuẩn bị làm cho khách. Cái này là mình báo giá trước rồi mình bắt lên ăn ha. Tôm hùm này hay tôm hùm xanh hả? Tôm hùm tre. Tôm tre hả? Đó, ra đây thì cứ việc ăn tôm hùm thoải mái luôn. Cái này mình bán cho khách dần ký cho anh hả? Chịu 3 ký, tôm hùm tre. Ở đây bắt rất là nhiều nè. Đó, đây là tôm hùm nè. Đó là con đỏ. Con đỏ hả? Con kia tôm xanh. À, chịu mấy ký à? Chịu 3. Đó, rất là nhiều luôn. Cái này là tùy theo mình chọn con hay sao ta? Đó. Ra đây với việc chọn tôm hùm lên thì người ta chế biến ra nè. Mực này nhìn ngon quá, ngon các bạn. Mực đây ngon anh. Dạ, mực lá. Mực lá nó mỏng hơn là cái mực ngọt. Đem thịt lùi cái bắt lên nó trắng tươi liền ha. À, chớp trắng rồi ha. À. Đó. Nó thấy ở trong ruột nó luôn á. À. Chết là nó chết là trắng hoàn toàn. À. Đây chết nửa thân người anh. Dạ. Cái con trắng trắng là sứa hay gì vậy? Không, trứng của nó anh. Trứng nó hả? Trời ơi trứng mực hả? Trứng mực các bạn, mình tưởng nó là cái gì không ạ? Là nó còn nhỏ, nó còn non chứ anh. Nó nở hay không? Về anh thấy nó có con mực nó luôn. Mình chụp xuống dưới nó nở hả? Mình chụp xuống nó nở ra đúng không anh? Dạ không, nó nở nó đi ra ngoài chứ mình nuôi không được. À, vậy mình liền ra ngoài hả cho nó sống hả? Nhiều ký anh. Dạ. Đó, đây là trứng mực nè, mình tưởng nó có gì không ạ? Nó đẻ nè. Nuôi được là nó vợ, cái gì mà nuôi được là nó mất giá trị. À. Không, cái này mình chụp ra biển nó nấy không? May thì nó sống. À. Quá trời trứng luôn nè. À dạ, sorry. Trứng quá trời trứng luôn. Nó trứng mực quá trời luôn nè. Như này đẻ. Làm gì anh trai? Biết bao nhiêu con luôn. Trứng mực trắng tươi à. Nãy mình tưởng nó rong biển không à. Con cá này con cá bò dao không em? Không phải. Không phải hả? Cái này cá gì em? Cá bè hả? Cá bè nướng, muối ớt. Nướng trên than luôn nè. Nói chung ra đây là phải thưởng thức cái món tươi sống không à. Thích con nào bắt lên thôi, nướng trên than nè. Thì cái bè này các bạn thì có tên là bè Hồng Nhàn nha, ở đảo Bình Hưng Cam Ranh nè. Thì ông bà chú các bạn nào mà có đi ra Bình Hưng á thì nhớ hỏi người ta bè Hồng Nhàn ở đâu, là người ta chỉ à. Nó nằm trên sông, trên một cái vịnh như nè. Rồi mình tha hồ mình xuống đây các bạn, mình chỉ con nào á, người ta bắt cho mình ăn nha. Quá trời cá như này nè, tha hồ mà ăn luôn, với lại tôm cua. Đó, muốn ăn cá mú thì có cá mú nè. Còn muốn ăn cá bóp thì có cá bóp. Muốn ăn nghêu sọt hết thì có luôn. Không thứ cái thiếu gì cho các bạn. Thì giá cả thì ông bà chú các bạn có thể hỏi người ta. Còn mình thì mình không có hỏi giá người ta. Tại vì mình hỏi nhiều quá, đôi khi khách người ta đông các bạn thì người ta cũng tiếp mình không được nha. Nên mình chỉ hỏi sơ sơ thôi. Hồi nãy bên bè kia thì anh em mình bán mực. Qua bè này thì anh em mình sẽ bán ghẹ nha. Bè này bè Vinh Thư. Đó. Bè này thì nhỏ hơn bè nãy. Nhưng mà em trai nói bè này chủ rất là vui. Đây là những thành quả của anh em sau một chuyến ra khơi. Giờ đem bán nè. Còn bịch nữa hả? Bây giờ đem đây bán bịch trước đã. Rồi tới 3 bịch lắm. Hình như nãy của cái cô ở bên bên kia gửi bán nữa. Cái này khoảng 10 mấy ký không ta? Hả? Không tới hả? Đánh trúng mà, hôm qua đi đánh trúng mà. Vậy đem em nhỏ này tôi thử. Vậy đem em nhỏ này nó. Vậy cái gì mới thấy? Chứ vậy cái gì lớn lớn mới đánh được vậy chứ. Chứ nhỏ thì có vậy cái gì. Bỏ ra luôn. Hy vọng em hôm nay được giá nha. 10 ký, 9 ký mấy à, chỉ được 10 ký nè. Niềm vui nhất của anh em á là giờ này nha, phải bán được đặng lấy tiền. Lấy tiền lên mua dầu, xong mua đồ ăn, xong rồi tiếp tục ra khơi. Mình thấy cái khu du lịch ở bên đảo Bình Hưng nha các bạn, thì mình thấy nó nhộn nhịp hơn đảo Bình Ba nha. Tại vì ở đây mình thấy khách du lịch đến đây rất là nhiều. Rất là nhiều tàu ghe luôn. Với lại nhiều cái nhà bè cho mình ăn á. Bán mực với ghẹ xong các bạn, bây giờ anh em mình tấp vô trong bờ nè, đặng lên trên chỗ bến cảng các bạn, đặng lên trên bờ mua chút xíu lương thực nha, để ra đây nấu ăn hoặc là mua lương thực các bạn dự trữ để ra chuẩn bị ra khơi tiếp tục các bạn ơi. Trên đảo Bình Hưng này bây giờ nhu cầu người ta xây dựng rất là nhiều các bạn, nên đây các bạn thấy rất nhiều gạch đá xi măng nè để phục vụ cho xây lên.
tại vì đây đang phát triển du lịch mà, nên có rất là nhiều khách đến đây á, nên xây những cơ sở hạ tầng á, nhà hàng khách sạn nào này kia để cho khách có đến đây có chỗ mà tá túc nha. Ủa em, cái bến này là cái bến tàu du lịch đi ở ngoài đất liền vô đây đúng không hả, hay là bến này bến nhỏ? À, bến này bến nhỏ à. À, khu này là khu du lịch mà nên buôn bán rất là nhiều à. Chú thấy mình nắng quá, chú để cho mình cái nón đậm chắc hương vị miền Trung luôn. Có đây nó chua không câu à? Nó chua đây. Đây là giờ đây có cùng chỗ bán ông cá không ta? Cô, ở đây giờ đây có bán cá, cái nào có bán cá không? Vậy hả? Giờ này hết cá hả? Ờ. Buồn quá vậy, buồn nha. Dạ. Tôm thịt rồi là ở đây bán khớp nó còn. Dạ. Dạ. Như đây nó ăn chua chắc đủ ha. Ở đây nó ăn chua niêm hành hả chị à? Ở đây nó ăn chua niêm hành hả? À. Dạ. Hành với lá, lá é. Trong lúc mà anh em mình lên chợ mua đồ các bạn, thì ở đây á, anh chuẩn bị một cái bữa cơm trưa cho mình với lại anh em với chú ăn nha. Tại vì ăn bữa cơm hôm nay các bạn thì mình chia tay với mấy anh với lại mấy chú á, là mình đi vào đất liền nha. Thì hôm nay thì anh sẽ làm mấy con mực nè, sẽ nấu cái món gì đây, với lại một cái món cá muống ăn chua nữa nha. Ở ngoài đảo này thì rau này kia nó hiếm nên mua ít rau nè, nấu ăn chua bạc hà. Theo mì tôm cũng được. Với lại cung mà xem mì tôm. Với lại khóm hành. Đó, đây thì mấy cái đậu bắp nữa. Thì bữa ăn đạm bạc thôi, nhưng mà đầy ắp tình cảm nha. Anh đang nấu cơm nè. Hai chén đủ không? Hai chén hả? Ba chén. Ba chén hả? Dạ. Ba chén. Dạ. Cái sau nó nấu đâu? Quên từ từ giờ đổ đi. Đâu có cái nắp này đâu. Cái sau kia hả? Sau cơm sau kia hả? Hồi nãy em thấy anh thấy còn cơm dưới mà, lấy cơm nó ăn được mà. Cơm muối à? Em nấu cả gia đình ăn mà mình không ăn mình xỉn hết chứ. Dính anh nè. Nãy giờ thì không dính nha, bây giờ thì dính rồi nè. Cá mú. Con này thì nấu canh chua ăn ngon lắm. Đêm qua nó mới dính lưới các bạn, nên cái mình nó còn dính nè. Cái gỗ nó chè á. Ở ngoài này á, tuy có tụm rau thiệt nhưng mà ăn ngon nha. Bây giờ mình tranh thủ anh làm cá thì mình sẽ rửa rau để chuẩn bị cho bữa cơm. Bữa cơm này thật sự là khó kiếm đó các bạn. Bữa cơm trên biển mà. Ngoài này thì rau hạn chế thôi, chút xíu à. Đi với lại lá này mà mình ăn với gà. Lá é. Thịt không anh ha? Thịt không ha? Con này chừng 300-400 gram à? Canh chua thì nấu xong các bạn, bây giờ anh trai dầm me ra, anh trai nêm nha. Đó, trong này thì cái hầm máy á, chạy nó hơi ồn ào. Rồi xong anh sẽ tiếp tục làm cái món khác. Rau thì nêm đơn giản thôi, me với lại một số rau thơm à, với lại có hành nữa. Cơm thì nấu chín rồi nè, quá ngon. Dạ. Công nhận cơm nấu trên ghe nấu bằng bếp ga nhanh thiệt. Tiếp tục thì anh sẽ bắt cái chảo lên anh xào bật ra. Bữa ăn trên đây tuy đơn giản nhưng mà ngon. Ông bà chú nào các bạn á, mà có dịp đi đến những vùng biển vậy nè, thì muốn trải nghiệm á, thì hãy kiếm ai đó quen quen á, trải nghiệm một cái bữa ăn trên biển á, vừa đánh bắt vừa ăn luôn. Thật sự á, cảm giác rất là vui các bạn. Anh trai này công nhận nấu ăn nhanh các bạn. Thì chạy từ bên Bình Hưng qua tới Bình Ba thì anh đã nấu được cơm nè, với lại một món mì xào với lại mực nha. Với đây canh chua, cái này cái gì anh nãy tiện quên, cái mú. Đó. Bây giờ thì anh em với chú cháu sẽ thưởng thức bữa cơm thăm
ăn mặc nữa. Thì mình xin phép chú mình sẽ lên bờ, mình sẽ đi về đất liền. Bây giờ thì mình xin mời bầu chú các bạn cùng dùng bữa cơm thăng mặt với chú cháu với anh em mình nha. Cái lá é này canh chua cũng ngon hả? À. Trước giờ con đâu ăn canh chua niêm lá é đâu, chỉ niêm quế thôi à. Con đi biển nấu mì. Hả? Này ngon. Dạ. Để đây. Ừ. Muốn ngon á. Muốn à. Nhìn cái đầu muốn. Béo không? Thường thường đi biển này ở ngoài biển nấu ăn luôn hả gì? À. Buổi tối á. Dạ. Ăn người riêng. Ăn là ngoài biển luôn. Làm xong là phim mình có ăn không ta? À, ăn hả? Tối nào ăn hồi nãy. Ăn mì rồi này kia ha. Dạ. Mì tôm tích đồ, tôm hùm đồ. Anh trai nấu đồ ăn ngon các bạn mà chưa có vợ nha. Độc thân vui tính luôn. Không vui tính. Cảnh ít nói ha. Cái nói này ít nên chưa có vợ. Chưa vợ. Vậy sẽ gặp bạn gái dám cua ha. Dám cơ. Dám. Gặp là tỏ tình ông bớm này anh ha. Trên biển thì nấu ăn đơn giản không? Trên biển nước ngầu mát này xíu đi. Rõ bây giờ mấy giờ tập? Bên hỏi coi bây giờ mấy giờ bị? Đây đây giờ đất liền chắc khoảng 20 phút hả? À, cái cano thì đi nhanh lắm. Mà sợ cano chờ khách đủ khách mới đi. Anh nghĩ mấy ngày này cano khách nhiều lắm. Mấy ngày thời gian. Chủ là nó chủ là chuyến đi ra mà kêu nhanh nè, còn chuyến vô thì lâu đợi vô khách. Chuyến vô thì phải đợi. Tại vô đây phải chạy ra liền. Mình ăn bữa cơm thăng mặt với chú xong các bạn, thì mình chia tay chú á, thì trong lúc đó cái mic của mình nè, nó hết pin, mình không hay. Thì mình chúc chú á, được nhiều sức khỏe nè, có những chuyến đi biển thuận lợi nè, để được nhiều hải sản để bán được tiền các bạn. Thì nói chung cái chuyến trải nghiệm đi đảo Bình Ba của mình các bạn đầy thú vị nha. Và kỷ niệm không giờ quên, tại vì mình là một người ở phương xa tới các bạn mà đến đảo Bình Ba, chân bước chân gáo mà gặp được chú. Thì chú giúp đỡ mình hết mình luôn. Rồi chú cho mình một chuyến trải nghiệm đi biển để biết được cuộc sống của người dân đi biển như thế nào. Thật sự cái chuyến trải nghiệm đó với mình rất là tuyệt vời nha. Thì mình cảm ơn chú các bạn rất là nhiều đã cùng mình trải nghiệm cái chuyến đi đảo Bình Ba. Rồi đi đến đảo Bình Hưng luôn. Nói chung mình đi một mà ra hai các bạn. Thì video này rất là dài. Ông bà của chú các bạn thấy video này như thế nào thì nhớ bình luận phía dưới cho mình biết ha. Giờ thì xin hẹn bà chú các bạn đi sau. Giờ thì bye bye.